hội cho ai? Who Chance phát sóng lúc 12 giờ trưa thứ bảy hàng tuần trên VTV3. Tôi nghĩ thế này đi, bạn còn rất trẻ, 25 tuổi là tuổi vô cùng trẻ, và bạn hãy làm cho một môi trường toàn những chàng trai trẻ. Là 7.000 chàng trai trẻ giỏi công nghệ đẹp trai nhất chúng tôi chưa có vợ. Chỗ chị Nga thì tuyệt vời lắm, nhưng mà chỗ đấy toàn các cô gái đẹp và trẻ, thậm chí trẻ hơn cả bạn nữa. Thế thành ra về chỗ tôi lại toàn các chàng trai trẻ, tận 7.000 chàng trai trẻ học công nghệ, học kỹ thuật, thu nhập tốt. Mình thì phản đối lại ý kiến anh Tiến một chút, vì em đi tìm việc làm, làm trong môi trường nào em cảm thấy thoải mái, chứ không phải em vào môi trường để kiếm chồng. Đúng không? Và nếu lấy chồng rồi rất khó làm việc cùng một nơi với nhau. Nên nếu em chọn cái này sẽ rất khó, hoặc em phải nghỉ việc, hoặc chồng em phải thay đổi công việc. Tập đoàn FPT thì hiện giờ là có 43.000 người. Thế hình như anh Dũng yên tâm, việc mà vợ chồng làm cùng công ty là bình thường lắm. 43.000 người thì làm thoải mái, lấy nhau cũng chẳng nhìn thấy nhau đâu. Em 25 tuổi và chưa có gia đình. Và lập gia đình cũng rất là quan trọng, nhưng mà sống với đam mê, sống với cái khát khao của mình á, còn quan trọng hơn. Bởi vì nếu em đạt được cái khát khao ấy, cái đam mê ấy, thì em sẽ có người đàn ông phù hợp. Cho nên mà chắc là ở đây chị biết em yêu cái đẹp mà, cho nên chắc chắn là em sẽ yêu chị Lưu Nga rồi, đúng không? Vấn đề bây giờ là chị Lưu Nga đưa ra mức đãi ngộ như thế nào? Chị nghĩ mức lương của em từ khoảng 10 đến 12 triệu. Thì mình muốn đưa bạn vào vị trí là chuyên viên marketing online. Và lương, con số rất quan trọng, em nó đang chờ con okay. số. Và lương anh phải offer cho em minimum là khoảng 16 triệu trở lên. Nghĩ mức lương của em từ khoảng 10 đến 12 triệu. Này, trong nụ cười này bắt đầu có cảm giác là bớt yêu cái đẹp rồi đấy. 10 đến 12 triệu. Đó là cái đẹp là bên chỗ. Cái đẹp hiện nay là 12 triệu mà cái bớt đẹp là 16 triệu đấy, mà là ít nhất đấy. Đấy, thấy không? Đấy, khác hẳn rồi đây này. Và thế là hết. Em vẫn mong muốn là có thể được giữ cái sự lựa chọn của mình. Cơ hội cho ai? Who Chance phát sóng lúc 12 giờ trưa thứ bảy hàng tuần trên VTV3.